Đấy, 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 cái mạng ở chỗ đấy, Thắng. Dỡ gói ra. Dỡ đi, dỡ đi, dỡ đi. Dỡ một cái nữa coi, Thắng. Bỏ trên kia, ông đang thắng làm gì vào. Phải biết dỡ gói chứ. Anh Tùng ơi! Sơn hai mặt chưa? Anh Tuấn ơi. Ơi. Anh biết ngay mà, cái mặt đằng sau kìa. Xuống cùng tôi. Vào gần nữa đi. Cứu thật. Đội anh của đội ơi. Chúng tôi đây. Của đội ơi, cứu thật với. Tôi ở đây này. Cứ bình tĩnh. Cứu tôi thôi. Giờ đây có mấy người? Có một mình tôi thôi. Giơ tay cho tôi. Cứ bình tĩnh. Đó, cố lên. Đó. Giữ chặt chị ấy nhá. Đó, cố lên. Giơ phao lên. Chị ơi, cẩn thận. Đợi chị ơi, đợi chị ơi. Cố lên. Đó. Giữ chặt vào. Đưa tay đây. Kia. Cẩn thận. Ôi trời ơi, con. Con. Để tôi quay lại. Có phải cái này không? Đúng rồi ạ. Chúng ơi!
nhờn lắm đấy. Đây con đây chú nhá, cẩn thận con đụng ngã đây. Đến đây đây chú bé nào. Đấy, mọi người bình tĩnh nhá. Ta không làm lại. Mọi người tạm chờ chúng tôi sẽ quay lại lần hai. Các chú cứ đưa, đấy là thầy con đi rồi. Lấy cho bát cháo ăn đi cho lại sức, cứu tận 3 người cơ mà. Nguội rồi. À, có hạ đường huyết không hay em pha thêm cho cốc nước đường uống cho nó khỏe nhá. Ừ, vòng vèo ít thôi, muốn nhờ thì nhờ luôn nè. Anh nhìn trời thế này, anh bảo bao giờ thì tạnh mưa anh ấy. Liên quan, tao không phải dự báo thời tiết đâu mà tao biết. Nãy em nghe thấy thông báo là chưa có thương vong, tức là không ai bị làm sao nhở anh nhở? Mày là thằng đồ tôm. Chưa có thương vong, có thể là không có, nhưng cũng có thể là có, nhưng người ta giấu, không báo. Cũng có thể là có mà không biết. Anh cứ mắng em. Em đang lo cho cô giáo em đây. Mưa lũ thế này mà cô đi ngoài kia chả biết thế nào một lần. À. À. Để em xuống đây. Em ơi. Đã bảo rồi, không đi được đường này thì cứ cố đi. Thì anh chở em, anh có tiền mà, thì cứ đi đi. Lý ra thêm tiền cho anh đấy. Vâng, anh cứ đi đi. Hai, đi. Số lương thực này, nếu như bà con đồng ý, chúng tôi sẽ thu mua lại theo đúng giá thị trường rồi gửi tiền bà con. Lương thực sẽ được bổ sung vào bếp ăn. Bà con có đồng ý không ạ? Cháu đồng ý. Tiếc á, thì chỉ phơi thôi, chứ để nó cũng mốc đi mà. Chú cứ lấy, chứ tiền nong gì. Cậu bảo anh em thu dọn lại số lương thực này, rồi dọn dẹp lại chỗ ở cho bà con nhé. Rõ. Điện thoại thôi. Cái gì đấy? Bác tìm gì đấy? Có ai thấy cái điện thoại của tôi đâu không? Không. Ơ, điện thoại của cháu mà. Trời ơi, có mỗi cái điện thoại để liên lạc với người thân, giờ con cháu nó biết mình ở đâu mà tìm cơ chứ. Có ai cầm của tôi không? Cho tôi xin chứ.